Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay sẽ không phải là như những video thường lệ khác là Bin sẽ hướng dẫn theo từng bài hát nữa, mà Bin sẽ làm một chuỗi video hướng dẫn nhảy tất cả những bạn mà chưa biết gì về nhảy, và chúng ta sẽ có thể học căn bản ngay từ đầu tiên. Thời gian qua thì Bin đã nhận rất là nhiều comment của tất cả các bạn. Có những bạn, các bạn đã học nhảy được những động tác thông qua video của Bin, thì Bin rất là cảm thấy vui và cảm thấy là mình đã dạy được thành công. Bin rất là cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Bin, cũng như là xem hay là học qua những video dạy nhảy của Bin nha. Nhưng mà bên cạnh đó thì có những bạn cũng kêu là không thể nhảy được động tác này, không thể nhảy được động tác kia. Có rất là nhiều bạn, cho nên là Bin quyết định là mình sẽ làm một cái chuỗi video mà hướng dẫn nhảy về những động tác cơ bản. Những video này của Bin sẽ được chia thành nhiều phần. Mỗi phần mình sẽ tập cơ bản về một riêng một phần, giống như là ngực nè, rồi hông nè. Mình sẽ được chia làm nhiều phần, cho nên là mọi người sẽ có thể dễ theo dõi hơn. Ok, trước khi vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể subscribe kênh YouTube của Bin, cũng như là follow Instagram của Bin nha. Rồi, ok, thì bây giờ bất kỳ một bài hát nào á thì nó cũng có những khuôn nhạc. Một khuôn của nó sẽ có là 1x8. Mình sẽ đếm từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó mình sẽ quay lại 1. Cái này Bin nghĩ chắc các bạn sẽ dễ hình dung rồi đúng không? Khi mà các bạn nâng cao hơn một chút xíu á, thì tất cả các bạn sẽ thấy được là có những nơi người ta đếm 1 tà 2, thì cái đó nó sẽ nôm na là nó dễ hiểu hơn là nó như vậy nè. Mọi người, số 1, số 2, số 3 thì tà nó sẽ là ở giữa. Ví dụ như 1 tà 2 có nghĩa là 1 rưỡi 2 vậy đó. Thì có những động tác nó sẽ nhanh nhanh nhanh, thì mình sẽ đếm thành 1 tà 2. Hoặc là cái động tác nó đang rơi ở chỗ nào thì mình sẽ đếm ngay chỗ đó. Thì có những cái những lúc là nó sẽ cực kỳ nhanh luôn, như là 1 tà 2 tà 3 tà 4 tà 5. Nó sẽ liên tục luôn, tà trong vòng 8 nhịp luôn. Nhưng mà về cơ bản thì tất cả các bạn chỉ cần biết là từ 1 tới 8 thôi. Đơn giản nhất là như vậy ha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ thử tập đếm nhịp ở trên nhạc nha. Vô bài nhạc nào thì mình sẽ đếm theo cái nhịp độ của bài đó. Thì từng bài sẽ có cái nhịp khác nhau. Rồi mình sẽ đếm thử nè. Ví dụ như bài này ha. Đó, bài này có cái nhịp mình sẽ dễ đếm hơn nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, Bin sẽ ví dụ thêm một bài nữa cho mọi người nha. Ví dụ như bài này đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5. Đó, ví dụ thì tùy cái bài mà mình sẽ đếm. Ví dụ như nhạc nó nhanh thì mình sẽ đếm nhanh, nhạc nó chậm mình sẽ đếm chậm. Đó, thì làm sao để mình phân biệt được là khi nào nó sẽ qua một cái nhịp mới, thì mình sẽ phân theo như thế này mọi người. Xong một cái giai điệu, ví dụ như cái giai điệu nó như đây đi, mình xong một cái giai điệu thì nó sẽ qua một cái khuôn mới. Giống như khi mọi người đếm từ 1 tới 8, mình từ 8 nó sẽ quay lại trở lại 1 á, thì nó giống như vậy. Ví dụ như mình mở cái bài này hồi nãy luôn, 5, 6, 7 trở lại nè. Nó sẽ ngưng và nó quay trở lại. Lần nữa nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quay trở 1, 2, 3, 4. Hoặc là mọi người nghe theo giai điệu nè. Đó, nó sẽ chuyển. Đó, ok. Đó là phần đếm nhịp ha. Bin sẽ lưu ý lại cho mọi người như thế này. Trước khi mà mình bắt đầu học nhảy á, dành cho những người mới học nhảy á, thì mình sẽ lưu ý khoảng 2 điều thôi. Cái thứ nhất là mình sẽ thuộc động tác. Cái thứ hai thì đó chính là mình phải đếm nhịp, mình phải bắt tốt được cái nhịp. Nó giống như là khi mà mọi người ăn cơm mà mọi người không có cái muỗng gì đó. Là mọi người lưu ý nha. Thuộc bài nè, nhịp nè, lực mạnh nhẹ nè, dáng nhảy nè. Ok, bốn cái này nha mọi người. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần thực hành, thì coi như là Bin sẽ giống như là thì Bin sẽ giao bài tập cho mọi người làm vậy đó. Thì khi mà mọi người làm xong rồi, ví dụ như mọi người có thể
tag Bin vô Instagram của Bin để Bin có thể góp ý cho mọi người xem là mọi người đã làm tốt chưa hay là như thế nào đó ha. Rồi, ok, và bài học hôm nay chúng ta sẽ học là về phần ngực. Những cái động tác thì mình sẽ rất là dễ dùng nó, cho nên là Bin sẽ muốn mọi người bắt đầu trước với phần ngực. Rồi, ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học vào bài học ngực nha mọi người. Ok, đầu tiên là chúng ta sẽ học đóng mở ngực. Khi mà mình đóng là mình sẽ đóng vô, mình mở là mình mở ra như thế này. Ok, động tác đầu tiên rất là dễ luôn. Mình chỉ cần đưa lên, đưa vô, đưa lên, đưa vô. Ok, mọi người thấy không? Lên, vô, lên, vô. Nó tuy nó dễ thôi nhưng mà nhiều người vẫn rất là lầm tưởng ngực với vai nó khác nhau nha mọi người. Mình sẽ không dùng phần vai như thế này để mình hất ra. Mình không dùng như thế này nè. Đó, mình không dùng phần vai mình hất ra nhưng mà mình sẽ dùng phần ngực thôi. Mọi người thấy cái sự khác biệt của hai cái đó không? Cái này là vai nè, mình dùng lực vai nè, còn cái này ngực nè. Đó, đó, rồi, và khi mà vô á thì mọi người sẽ để ý cái phần lưng của mình nè. Đó, mình dùng cái phần ngay cột sống lưng của mình á, mình đẩy lên nè. Đó, mình dùng cái lực ở bên đó mình đẩy lên, lên, xuống, lên, xuống. Ok, bây giờ mình sẽ làm lại nè, đi chung với Vin nha. 2, đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, ok. Sau khi mọi người đi phần đóng mở nó ok rồi á, thì mình sẽ làm cái phần ngang. Qua trái, qua phải, qua trái, qua phải, qua trái, qua phải. Ok. Lên, xuống, lên, xuống, qua trái, qua phải, qua trái, qua phải. Ok không? Cái khó nữa là mình sẽ tập vòng tròn nè mọi người. Đó. Rồi, ok, rồi, nó sẽ giống như cái phần đi lên, đi xuống, đi qua, đi lại của mọi người vậy đó. Nhưng mà cái này mọi người sẽ nối hai điểm lại, chứ mình sẽ không đi từng điểm, đi lên, đi xuống từng điểm, đi qua, đi lại từng điểm, mà mình sẽ nối hai cái lại. 1 2 3 4 và ngược lại nè. 1 2 3 4. Ok. Rồi mình sẽ làm lại một lần nữa nha. Lên xuống, lên xuống, qua lại, qua lại. Rồi bây giờ nói qua nè. 1 2 3 4 ngược lại, ngược lại. Ok, mọi người lưu ý nha, mình sẽ học, khi mà mình học cơ bản á, mình sẽ học tất cả các bên, tức là mình sẽ không làm riêng một bên phải hoặc là bên trái, mà mình sẽ làm cả hai bên, để khi có những cái bài mà động tác người ta yêu cầu mình sẽ làm bên đây thì mình sẽ sử dụng ở bên đây, và nếu mà ngược lại thì mình sẽ sử dụng ở bên đây. Rồi, bài tập tiếp theo nè, đó chính là đi sóng. Phần ngực của mình á sẽ đẩy lên nè, căng lên, và tiếp theo là tới phần bụng, sau đó là tới phần hông. Đó, ok. Cái này là phần sóng lên ha. Mình sẽ làm lại nha. Lên và lên. Cái này mình cũng sẽ dùng ở phía sau lưng, cái lực từ phía sau lưng. Cái này mọi người sẽ rất là thường thấy ở trong những cái bài tập nhảy ha. Rồi Bin đếm lại nha. 2, đi 1, 2, 3, 4. Đó, mọi người thấy không? Ngực, bụng, ngực, bụng. Một lần nữa nha. 2, đi. Ngực, bụng, ngực, bụng. Ok. Rồi. Và bây giờ mình học đi lên rồi thì mình phải học đi xuống. À, ngực nè mình sẽ đóng lại. Ngực, bụng. À, nhưng mà đi xuống thì nó sẽ có thêm cái phần hông nè mọi người. Phần hông của mình nè. Ok. Ngực, bụng, hông. Ngực, bụng, hông. Ngực, bụng, hông. Ok, bên này nha. 2, đi. Ngực, bụng, hông. Ngực, bụng, hông. Đó, khi mà mọi người quen rồi thì mình sẽ đi nhanh hơn. Ngực, ngực, hấp. Ok, 2, đi. 1, 2, 3. Đó, thì mọi người có nhớ cái bài My Boy của Sistar. Thì mình sẽ là Oh my boy, oh my boy.
baby. Đó thì mình cũng sẽ sử dụng cái phần ngực này rất là nhiều. Đó thì mọi người để ý ha. Cái này có vẻ là hơi khó cho nên là Vin rất là mong mọi người sẽ chịu khó mỗi ngày dành ra khoảng 30 phút để mình tập cái phần này cho nó uyển chuyển. Thì khi mà mình uyển chuyển mình đi nó mới đẹp. Mình đi các động tác ngực thì nó mới đẹp nha mọi người. Ok, những động tác này thì Vin thấy là mọi người có thể áp dụng với bất kỳ cái bài nhạc nào. Bây giờ Vin sẽ thử mở một cái bài nhạc bất kỳ để mình sẽ có thể mình ghép thử với nhạc nha. Ok, rồi giống như bài này đi ha. Bây giờ mình sẽ làm thử nè. 6, 7, 8, đóng, mở, đóng. Ok, rồi mình chuẩn bị mình đổi bên nè. 5, 6, 7, đổi bên nè. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi sống nè. 6, 7. Đó, này là sóng lên nha. Rồi, chuẩn bị đi sóng xuống nè. Yeah, nhạc hợp quá nè. Đó, ok. Rồi bây giờ mình sẽ đi với vòng tròn nè. Yes. Yeah. Ok, mọi người lưu ý là đây là cái bài nhạc mà Vin mở ngẫu nhiên nha. Tức là mình sẽ cứ mở đại một cái bài hát nào và mình tập đếm nhịp ha. Mình tập cái phần đếm nhịp xong mình sẽ đi động tác. Mọi người hãy nhớ hai cái phần lý thuyết và thực hành nha. Ok, Vin rất là mong là tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được bài tập ngày hôm nay. Và đừng quên đón xem cái video sau, Vin sẽ hướng dẫn về phần hông của mình nha mọi người. Nếu tất cả các bạn cảm thấy video này bổ ích thì hãy comment ngay bên dưới để Vin biết nha. Và đừng quên like và chia sẻ video giúp Vin nữa. Video đến đây là kết thúc rồi, hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.